Thì đây là lần đầu tiên uống cái trà hạ hỏa này luôn á. Nó uống vào nó thấy nó mát trong họng vậy đó. Cái không gian với cái màu sắc thì nó rất giống với Hội An á. Trời nắng nóng mà uống mấy cái loại này nó tốt cho sức khỏe. Trà thảo mộc là thức uống được ưa thích ở Hội An. Gần đây, món trà nổi tiếng này đã xuất hiện tại Sài Gòn và được nhiều người đón nhận. Trà thảo mộc nói chung được chế biến từ lá, hoa hoặc quả, rễ có trong thiên nhiên. Mỗi loại có tác dụng riêng, nhưng nhìn chung, tác dụng của trà thảo mộc dễ nhận thấy là giải nhiệt, giảm căng thẳng, tạo sự sảng khoái, có tác dụng chống oxy hóa. Anh Hòa cho biết, trước đây anh làm trong ngành du lịch, nhưng vì đam mê về trà nên anh đã học từ một lang y và quyết định mở quán trà thảo mộc. Cái món trà này thật là do một cái đam mê của mình. Cái món trà là mình cực kỳ mê trà và mình rất là thích trà của Thái, Đài Loan và Việt Nam mình. Thì mình thấy là cái nguồn nguyên liệu ở Việt Nam mình, trà thảo mộc nó rất là phong phú. Đấy. Và có một thầy thuốc thì cũng hướng dẫn cho mình để làm cái trà này để cho tốt cho sức khỏe. Thì mình có một cái quán ở Hội An á, thì cũng khá là nổi tiếng là 3 năm rồi. Đấy. Thì mình muốn đem cái trà của cái đặc sản của Hội An vào Sài Gòn. Để thứ nhất là nó tốt cho sức khỏe. Thứ hai nữa là mình mang cái ẩm thực của Hội An để giới thiệu cho người Sài Gòn. Trà thảo mộc được anh Hòa nấu kỳ công với hơn 10 loại thảo mộc có tác dụng tạo sự thanh mát cho cơ thể. Thực khách có thể cảm nhận được ngay vị hơi ngọt của cam thảo, đặng đắng của khổ qua, mùi thơm thoang thoảng của hoa sen, vị trà dễ uống mà không hề gắt. Trong trà thảo mộc này thì có 12 loại thảo mộc là gồm có khổ qua, tim sen, trà xanh, táo tàu, táo đỏ, quế, cam thảo và đậu mùng và một số rất là nhiều rồi nữa. Một cái lượng trà trong này rất là ít và đa số là thảo mộc, ví dụ như là tim sen và khổ qua, nó giúp cho mình an thần và dễ ngủ. Riêng về hạ hỏa thì có dùng là làm mát người, thanh nhiệt và giải độc và giúp an thần. Nếu ví dụ mình uống vào buổi tối thì có thể mình giúp mình rất là dễ ngủ. Đấy. Trong trà này có mía và có nấu từ mía nên có vị ngọt, nó rất là thanh và dễ chịu. Cái trà này thì mình nấu sẵn, tất cả mình phải nấu sẵn và mình để trong tủ lạnh, nhiệt độ là từ 6 cho đến 10 độ C, mình có thể giữ được 15 ngày. Nhưng mà uống tốt nhất thì sao thường thường là sau 3 ngày. Và sau 3 ngày là vì cái trong mía và trong trà thảo mộc á, nó sẽ kêu lại với nhau và nó tạo ra cái vị thảo mộc nó sẽ bớt đi một xíu. Nhưng mà lại cái hương vị trong trà đen á, nó lại tăng lên. Các loại trà ở quán Anh Hòa gồm có trà thảo mộc, trà hạ hỏa, trà me, trà sữa thảo mộc. Nhưng loại trà bán chạy nhất ở quán Anh Hòa là trà hạ hỏa và trà me. Trà thảo mộc ở đây có giá dao động từ 15.000 đồng đến 25.000 đồng một ly. Trà me đây là món bán chạy nhất ở đây. Trà me thì đây có một cái bạn khách đó, khi mình mở ra thì bạn đó thấy là lạ lạ, thì sau đó ngày nào bạn đó cũng muốn đây. Trong cái thời gian mà giãn cách xã hội mình đóng cửa thì bạn đó ngày nào cũng điện cho mình nói mở cửa để bán trà me. Nhưng mà lúc đó thì mình đi về ở Hội An rồi. Không gian ở quán trà thảo mộc của anh Hòa cũng mang phong cách đặc trưng phố cổ Hội An, từ bức tường vàng rực rỡ đến cách bày trí bàn ghế, hàng lồng đèn lung linh làm cho thực khách cảm thấy nơi đây như một tiệm trà phố Hội thu nhỏ giữa lòng Sài Gòn. Thì đây là lần đầu tiên uống cái trà hạ hỏa này luôn á. Nó uống vào nó thấy nó mát trong họng vậy đó. Cái không gian với cái màu sắc thì nó rất giống với Hội An á. Trời nắng nóng mà uống mấy cái loại này nó tốt cho sức khỏe. Anh là khách hàng ở đây. Một lần anh uống ít nhất là còn khoảng 7-6 lần. Ở Sài Gòn thì có một cái quán này trong cái cà này thôi. Rồi nói chung là nó làm bằng thảo mộc thiên nhiên, uống nó tốt sức khỏe. Uống Hội An với uống ở đây nó cũng giống nhau thôi. Để biết không ngon rắn thì nó hơi một cổ giống Hội An, nó cũng ấm cúng. Có hơn 10 loại nguyên liệu được anh Hòa sử dụng trong món trà thảo mộc. Tuy nhiên, do chưa nghiên cứu cụ thể thành phần nguyên liệu trong món trà này an toàn với phụ nữ mang thai, nên anh Hòa không khuyến khích sử dụng. Đây thì tốt cho mọi đối tượng. Còn về nghiên cứu về phụ nữ mà có bầu thì chưa có nghiên cứu về cái vấn đề đấy, nên mình cũng chưa có khuyến khích. Thật ra cái này mình không có lưu ý gì là vì cái này là bên một lương y đã làm ra một cái loại trà này dựa trên một cái bài thuốc. Nên mình chỉ khi mà mình nấu cũng rất là kỹ. Ví dụ như mình cho mía vào trước,
Sau đó khi mía sôi thì mình mới cho trà thảo mộc vào. Và trà thảo mộc xong thì mình cho một ít loại trà đen của Đà Lạt vào. Đấy. Và mình thêm một ít đường phèn. Rồi. Nên trà này không có cái cần lưu ý gì, mọi người đều uống được. Nhưng mà vì phụ nữ có thai thì mình chưa có nghiên cứu sâu về vấn đề. Ngoài trà thảo mộc, quán Anh Hòa còn có bán bánh mì chuẩn Hội An. Bánh mì được Anh Hòa đặt riêng tại Sài Gòn để làm một bánh mì nhỏ giống Hội An, và đặc biệt phần nước sốt có một số nguyên liệu thảo mộc để tạo ra hương vị riêng ở đây. Trời nắng nóng khó chịu, đi làm, đi học dễ bị mệt mỏi, có một ly trà thảo mộc thanh mát để giải nhiệt cơ thể thì không còn gì tuyệt vời bằng.